Theo thông tin ban đầu, xe bồn chở dầu chạy hướng thành phố Vũng Tàu đi huyện Châu Đức. Khi đến dòng xe nước Mỹ thì xảy ra va chạm với xe ben chở khác hướng từ huyện Xuyên Mộc đi thị xã Phú Mỹ. Vụ tai nạn khiến cabin xe chở khác bị hư hỏng nặng và bốc cháy dữ dội. Xe bồn chở dầu bị rách toạc một phần bồn chứa cũng bốc cháy mạnh. Hơn 30 phút sau, các xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã được điều động đến hiện trường để dập lửa. Đến 8 giờ cùng ngày, các xe bị nạn đã được dập tắt lửa. Trên xe ben chở khác, lực lượng chức năng đưa ra khỏi cabin hai thi thể đã bị chết cháy. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Duy Thăm, 31 tuổi, ở huyện Xuyên Mộc, là lái xe, và cháu Nguyễn Duy Phong, 6 tuổi, là con ruột của anh Thanh.